Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch ở 25 xã phường thuộc tỉnh Bình Dương. Ngày 19 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, địa phương ghi nhận 246.007 ca mắc COVID-19, trong đó có 238.117 bệnh nhân khỏi bệnh và 2.589 ca tử vong. Toàn tỉnh Bình Dương đang điều trị cho 3.026 bệnh nhân, số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy có 219 bệnh nhân. Theo CDC Bình Dương, đến nay, Bình Dương đã tiêm 4.169.271 liều trên 4.601.390 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, đã tiêm 117.476 liều vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Để người dân, công dân lao động tiếp tục tiếp cận y tế khi cần, Bình Dương đã thành lập 153 trạm y tế lưu động, trong đó có 31 trạm y tế lưu động trong cụm khu công nghiệp. Cùng ngày, Sở Y tế Bình Dương thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã trên địa bàn. Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá cấp độ dịch của các huyện, thị, thành phố, Bình Dương có 22 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 1, 44 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 2, 25 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 3. Ngày 19 tháng 11, có 9.625 ca COVID-19, trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số mắc. Tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 11 đến 16 giờ ngày 19 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước tại 57 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 1339, Bình Dương 661, Tây Ninh 599, Đồng Nai 578, Đồng Tháp 509 và Rịa Vũng Tàu 444, Bạc Liêu 425, Tiền Giang 382, Sóc Trăng 376, Bình Thuận 370, An Giang 365, Kiên Giang 307, Vĩnh Long 303, Hà Nội 287, Cà Mau 270, Cần Thơ 247, Trà Vinh 194, Bình Phước 183, Bến Tre 162, Khánh Hòa 154

Hà Nam 13, Phú Yên 11, Hưng Yên 8, Ninh Bình 6, Lạng Sơn 6, Yên Bái 5, Hòa Bình 4, Thái Nguyên 4, Cao Bằng 4, Bắc Cạn 1, Hải Phòng 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hà Giang. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày qua, 9.218 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.075.094 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.070.011 ca, trong đó có 880.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Yên Bái, Bắc Cạn các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1971, tổng số ca được điều trị khỏi: 883.564. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.596, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.116, thở oxy dòng cao HFNC 930, thở máy không xâm lấn 115, thở máy xâm lấn 426, ECMO 9. Từ 17 giờ 30 ngày 18 tháng 11 đến 17 giờ 30 ngày 19 tháng 11, ghi nhận 102 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 55 Đồng Nai 12 Tiền Giang 12 Bình Dương 5 Bạc Liêu 4 Tây Ninh 2 Bình Thuận 2 Đồng Tháp 2 Kiên Giang 2 Cần Thơ 2 Bình Định 1 Lâm Đồng 1 Bình Phước 1 Long An 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 93 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 137.677 xét nghiệm cho 280.046 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 24.701.024 mẫu cho 65.475.964 lượt người. Trong ngày 18 tháng 11, có 1.324.442 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 104.758.269. Trong đó, tiêm một mũi là 66.109.343 liều, tiêm hai mũi là 38.648.926 liều. Những hoạt động của Bộ Y tế trong ngày, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi văn phòng bộ các vụ cục tổng cục thuộc Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân Y tế các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Thành phố Hà Nội, theo công điện ban hành tối ngày 18 tháng 11 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội dừng triển khai quy định cách ly tại nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cấp độ 4 và 3 tương ứng với màu đỏ và màu da cam và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành tiêm một mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi từ ngày 20 tháng 11, dự kiến kéo dài trong 3 ngày, trong đó chủ yếu là học sinh theo học khối lớp 8-9 với hơn 34.000 em và gần 400 em do các quận lập danh sách. Thành phố bố trí 15 điểm tiêm chủng trên địa bàn với gần 100 đội tiêm. Các điểm tiêm có giáo viên của từng trường, lớp túc trực bên ngoài để hỗ trợ khi cần. Tỉnh Thái Bình, sau 2 ngày triển khai, tỉnh Thái Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 một cách an toàn cho 10.500 trẻ tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Đây cũng là hai địa phương ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh trong 10 ngày qua. Dự kiến Thái Bình sẽ hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình vào ngày 21 tháng 11. Sau đó, tỉnh sẽ tổ chức tiêm cho học sinh của 6 huyện còn lại, với tổng số 160.000 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Tỉnh phấn đấu có trên 90% trẻ ở độ tuổi này được tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và giảm dần theo độ tuổi, tùy theo tốc độ cung ứng vaccine. Ngày 19 tháng 11, Hà Nội thêm 275 ca COVID-19, có 104 ca trong cộng đồng các ca covid-19 ghi nhận trong ngày phân bố tại 26 trên 30 quận huyện: Nam Từ Liêm 35, gia Lâm 22, Đống Đa 20, thanh trì 19, Hoàng Mai 19, Ba Đình 18, Hà Đông 18, Hai Bà Trưng 16, mê linh 14, Long Biên 14, Quốc Oai 12, Bắc Từ Liêm 12, Thanh Oai 10, Đông Anh 10, Hoài Đức 8, Chương Mỹ 7, Cầu Giấy 6, Thóc Sơn 3, Thanh Xuân 3, Mỹ Đức 3, thanh trì 1, ứng hòa 10, thường Tính 1, hoàng kiếm 1, phúc thọ 1, ba Vị 1 phân bố 275 ca theo chùm ổ dịch gồm F1, các trường hợp sàng lòng ho sốt 106 ca, sàng lọc ho sốt 44 ca, ổ dịch kho hàng Shopee khu công nghiệp Đại Tư 20 ca, ổ dịch Phú Đô Nam Từ Liêm 20 ca, ổ dịch Yên Nội Đồng Quang 16 ca, ổ dịch La Thành Giảng Võ 14 ca, ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 11 ca, liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 11 ca. Liên quan các tỉnh có dịch 9 ca, ổ dịch tổ 6 Mộ Lao 8 ca, ổ dịch phường Trần Duy Hưng 8 ca, ổ dịch Bạch Trữ Tiến Thắng 3 ca, ổ dịch thông mới tốc động 3 ca, Phú La Hà Đông 2 ca, phân bố 104 ca cộng đồng theo chùm gồm sàng lọc ho sốt 44, chùm F1 các trường hợp sàng lọc ho sốt 43, ổ dịch Phú Đô Nam Từ Liêm 8, ổ dịch các tỉnh có dịch 5, ổ dịch Yên Đội Đồng Quang 1, ổ dịch thông mới tốc động 1, ổ dịch liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 1, ổ dịch đường Trần Duy Hưng 1, phân bố 104 các ca cộng đồng theo quận huyện Nam Từ Liêm 21, Đống Đa 14, Thanh Trì 12, Hoài Đức 7, Long Biên 6, Hai Bà Trưng 6, Hoàng Mai 5, Cầu Giấy 5, Đông Anh 5, Ba Đình 4, Bắc Từ Liêm 3, Mỹ Đức 2, Mê Linh 2, Chương Mỹ 2, Hà Đông 2, Gia Lâm 2, Thanh Xuân 1, Thanh Trì 1, Phúc Thọ 1, Sóc Sơn 1, Thường Tính 1, Hoàng Kiếm 1. Cộng dồn số ca mắc tại thành phố Hà Nội đợt dịch thứ tư. Từ ngày 27 tháng 4, 7.291 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.646 ca, số mắc là người đã được cách ly. 4.645 ca.